Không ra phố thì hãy cùng chúng tôi dừng lại bên máy thu hình. Chúng ta sẽ ngắm nhìn cảnh Hồ Gươm của thủ đô Hà Nội. Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi có mặt tại đường Lê Giả đang ngồi trong máy thu hình như thế nào? Còn cả bản thân tôi thì tôi cảm thấy rất xúc động, rất run và cảm thấy rất vui. Và lúc này đây thì tôi xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi nghe một số ý kiến của những người dân của thủ đô Hà Nội. Nhìn thấy có hai bác. Vâng, xin chào bác. Kể từ năm 54 mà khi nhà nước giải phóng thủ đô thì tiết nào chúng tôi cũng phải chuẩn bị thu xếp để cái tầng này chúng tôi ra bờ hồ để đón xuân, không có tiết nào là tiết không. À, bác nói chúng tôi có nghĩa là bác đi đông hơn một người đúng không ạ? Tôi đi có thể là 5-3 người và có thể là bạn bè tôi cùng đi với tôi, chẳng hạn như hôm nay là ông bạn tôi cùng đi với tôi thành đạt. Và đó cũng là lời mà chúng cháu cũng muốn chúc hai bác như vậy ạ. Thưa quý vị khán giả, hãy cùng chúng tôi đến với khu vực đền Ngọc Sơn. Xin chào quý vị và các bạn. Trong hồi dạo chơi quay khắp nước ta như cha ông ta xưa đã nói, cây nêu chảm pháo bánh trứng xanh, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Phong tục viết chữ tặng nhau đầu xuân. Năm vừa qua trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, liên tiếp là nỗ lực phấn đấu vượt qua nạn đói của chính quyền và nhân dân từ thành phố đến các quận huyện và cơ sở, đã được giúp đỡ tích cực có hiệu quả của các cơ quan trung ương và các địa phương. Chúng ta đã đạt được thành tựu rất đáng mừng.